Ôi kim cương. Ui kim cương sắt vàng quá trời. Oh my god. Ủa nhưng mà mình xài cúp đá mà sao mình đào kim cương được. Ủa Ren. Ren ơi. Ừ tôi nè. Ủa mà Con đây. tôi hỏi ông mới đúng, sao ông lại ở trên cái thuyền của bọn cướp biển? Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì mình chính là Phong Cận TV đây. Thì mình đang đứng kế bên anh đống củi đây anh em. Đây chính là anh đống củi, lần trước mình đã cứu anh ấy từ một cái hang động ở bên kia lên. Đây cái hang này đây để mình cho anh em xem. Đây cái hang đó anh em. Mình đã cứu anh ấy dưới cái hang lên. Nếu mà các bạn có coi tập 2 thì các bạn sẽ biết. Thì mình đã cứu được anh ấy lên rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho anh này đi đốn củi giùm cho mình. Thì anh này ảnh đốn củi rất là dễ luôn. Anh em chỉ cần làm cho anh ấy một cái rìu bằng gỗ. Anh ấy nói với mình rồi, anh ấy chỉ cần một cái rìu bằng gỗ thôi là anh ấy sẽ đi đốn củi giùm cho chúng ta. Giờ mình sẽ làm cho anh ấy một cái rìu gỗ đây. Trời sắp tối rồi hả? Trời trong đây nó dễ tối lắm em ạ. Tại vì thế giới của zombie mà trên mình nó tối nhanh lắm. Chúng ta sẽ chế rìu gỗ đây. Và sau đó là chúng ta sẽ chế thêm cái gì ta quên tiêu rồi. Quên mình phải chừa gỗ làm thêm cái rương nữa. Tại vì anh này anh không biết tự mở. Anh không biết tự lấy đồ. Anh phải có cái rương để cho anh lấy đồ. Chắc mình sẽ qua đây mình chặt cái gỗ này. Làm cho anh một cái rương nữa để anh bỏ đồ vào trong đó. Ok. Đây chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta chế ra cái rương đây thấy không? Anh em thấy không cái rương nè. Sau đó là anh em sẽ lấy cái rương. Anh em để vào đây và anh em sẽ bỏ rìu vào trong đó cho anh ta. Anh ta sẽ bắt đầu anh ta tự lại anh ta lấy cái rương. Lấy đi trời sắp tối rồi. Lấy đi làm việc đó, anh ta lấy rương nè, đó, anh ta đã lấy được cái rìu nè, bây giờ anh ta sẽ cầm cái rìu đây. Và anh ta đi chặt gỗ đó, không? Anh ta sẽ đi chặt gỗ chúng ta và chúng ta chỉ cần là chúng ta lại lượm gỗ những cái gỗ mà anh ta làm rơi hoặc là những cái gỗ mà của anh ta thôi. Anh ta sẽ tự lượm lại và anh ta sẽ bán lại gỗ cho chúng ta, đó thấy không? Đó, thì bây giờ anh cứ chặt gỗ thoải mái nha, bây giờ tôi sẽ về nhà. À đúng rồi. Lần trước mình đã hứa với anh em là nếu như mà video tập 2 của mình đạt được 3000 like thì mình sẽ bắt đầu mình leo con thuyền này để mình tham quan cho anh em. Thì bây giờ video đã được hơn 5000 like rồi. Ui rất là cảm ơn anh em rất là nhiều luôn, hơn 5000 like luôn, quá đã. Rất là cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thì hy vọng rằng là video này anh em cũng sẽ like ủng hộ cho mình nha. Video này nếu như được 3000 like thì mình sẽ ra tiếp tục tập 4 nha. Tại vì anh em biết sao không, mình phải được like thì mình mới biết được là anh em có thích cái series này hay không. Thì lúc đó mình mới bắt đầu mình làm thêm. Những các bạn nào mà yêu thích series này thì hãy xem video của series này thì hãy like cho mình nha. Ok, chúng ta đi ngủ cái đã. Khủng long của mình mới bị mất máu rất là nhiều luôn. Còn có 44 mấy máu à, chắc là mình sẽ kiếm thịt gà cho nó ăn. Ok, trời sắp tối chắc mình cũng đi ngủ đi. Rồi sáng mai mình sẽ qua con thuyền đó để mình khám phá cho anh em xem nha. Ok, đi ngủ thôi nào. Không phải ngủ ban ngày, trời ơi, trời tối rồi, chiều luôn rồi còn chưa được cho ngủ nữa hả? Mặt trời sắp lặn rồi. Ok, mình đói rồi, chết thật. Còn thức ăn không? Đây, còn thức ăn đây, còn rất nhiều thức ăn. Lờ 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 lờ, rồi đi ngủ thôi. Ok, trời sáng rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua, chúng ta tham quan con thuyền nha anh em. Ok, để mình qua, mình tham quan con thuyền coi. Trước khi tham quan chúng ta, mình nghĩ là chúng ta sẽ lấy một ít mía này chúng ta trồng tiếp. Trồng vào đi rồi sau đó trời nó sáng hơn tí chúng ta bắt đầu chúng ta qua nha. Ây chà, hy vọng là anh em vẫn sẽ like thật là nhiều để ủng hộ cho mình nha. Những bạn nào mà yêu thích series này xem video hãy like ủng hộ cho mình nha. Các bạn càng like nhiều thì mình càng sớm ra video hơn cho anh em xem. Ok rồi, trồng lại. Ơi chết, trồng lộn luôn rồi. Rồi xong luôn. Mất trắng luôn rồi. Vãi. Khủng long tránh ra coi, tao bấm vô cái rương, bỏ đồ vào nè. Ok rồi. Bây giờ mình nghĩ là mình sắp đầu mình đi qua bên cái gì ta, cái thuyền đó để mình khám phá thử xem. Ồ, anh thợ đống củi anh ấy đã đi đống củi rất là nhiều luôn. Đây, đống được một số cây đây nè. Ok, làm việc chăm chỉ nha anh. Nhưng mà ở dưới này nó lại có cá thịt người anh em ơi. Chắc là mình sẽ phải bơi nhanh qua. Ui, ui, tránh ra. Cá thịt người, wow. Cá thịt người anh em ơi, chắc là mình phải cẩn thận. Giờ mình chạy qua mình bơi qua liền, chỗ đứng nghe nó canh mình nè. Yeah! Bơi nhanh lên. Ok, lên được rồi, tụi bay đừng hòng ăn thịt tao. Ôi lên. A! A, cái ông đâu bắn mình. No! Ôi trời sao đi bắn mình vậy? What the hell? A, no, trời. May quá, ơi cắn thịt người. Trời ơi mấy con quỷ cá, tụi mày nhớ nha, tụi mày dám cắn tao. Ơi, tôi đầu hàng, đừng bắn mọi người ơi, đừng bắn, tôi đầu hàng cái ông kia. Đừng có bắn tôi đầu hàng, đừng có bắn. Phải thật, mình leo thuyền cái ông rút súng ông bắn mình. Chẳng qua là tại vì tôi làm YouTuber á mà tôi được mà tôi kêu gọi mọi người like ủng hộ cho tôi ở tập 2 và mọi người đã like ủng hộ cho tôi được 3000 like cho nên là tôi lên tôi tham quan cái thuyền thôi, đừng có bắn tôi. Trời ơi.
Đừng có bắn nha, tôi chỉ lên tôi tham quan thôi. Đừng bắn nha ông kia. Đừng bắn, đừng bắn. Ôi cái ông này ổng ngầu quá anh em ơi, hình như ông này là thuyền trưởng này phải không? Ủa cướp biển hả? Ông này không phải thuyền trưởng, trời tưởng thuyền trưởng chứ. Nãy tự nhiên rút súng đã bắn tôi ông. Ông kỳ quá. À đây, hình như đây mới đúng là thuyền trưởng nè. Ôi đúng luôn nè. Ôi nhìn ổng ngầu vãi. Mặc đồ đẹp vãi, cái nón có hình cái đầu lâu rồi anh em, rồi tay ổng có cái móc nữa nè, nhìn ngầu vãi. Ôi trên đầu ổng có con vẹt nữa kìa. Hello hello vẹt. À, thuyền trưởng để mình nói chuyện với ổng thôi coi. À, chào ngài thuyền trưởng nha. Tên kia ngươi là ai? À tôi là Phong Cận. À chào cậu, thấy cậu cũng hiền lành, chắc là người tốt. Ôi đúng rồi, tôi là người tốt mà. Sao ngài lại tới đây? Ừ, thuyền của ta bị tông trúng một tảng đá và hư hỏng. Thế à, tôi có thể giúp gì được cho ngài không? Anh có thể sửa thuyền giúp tôi không? Tôi sẽ cho anh số kim cương này. Ok, đâu số kim cương nào đâu? Ồ, ông cho mình một khối kim cương mọi người. Wow. Một khối kim cương lận. Ngon, vậy là mình có thể dùng khối kim cương này để mình chế tạo được đồ kim cương rồi. Quá đã, quá đã. Ok. À, bây giờ là sửa thuyền đúng không? Đơn giản thôi, sửa thuyền là chuyện đơn giản. Ok, bây giờ tôi sẽ sửa thuyền cho ông nha. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cái thuyền này để mình sửa cái thuyền trong thuyền trưởng nha. Ok, để vào trong đây coi. À trời ơi, giường quá trời luôn, hình như cái chỗ này chính là cái phòng của ông thuyền trưởng nè. Hả? Ui, rương quá trời, để coi có gì không. Ui, khoai tây, bánh mì, thức ăn. À thường thường là người ta đi thuyền á anh em, là người ta sẽ mang theo bánh mì, bởi vì bánh mì là nó sẽ không bị hư, nó không bị hư sớm, cho nên là sẽ giữ được lâu. Ui có súng nữa nè, đạn nữa. Mà thôi kệ đi, đừng có đụng đến, lạng hoàng đụng đến ông bắn cho chết. Ông này đồ gì ổng cho thì lấy chứ đồ của ổng đừng nên đụng vô. Trời ơi, nước nó ngập vô tới cái bo tàu luôn. Phải. Thì mình bê qua xử. Ui cán thịt người kìa, đừng đụng đến nó. Mày quá. Ôi kim cương. Ui kim cương sắt vàng quá trời. Oh my god. Ủa nhưng mà mình xài cúp đá mà sao mình đào kim cương được. Ủa Ren. Ren ơi. Hả? Ừ tôi nè. Ủa mà đây. Tôi hỏi ông mới đúng, sao ông lại ở trên cái thuyền của bọn cướp biển? Tụi mình hồng phúc nhau trong phòng thí nghiệm á, xong cái tự nhiên cướp biển nó hốt tôi vô đây luôn. À, ôi trời, vãi các bạn ơi. À, Ren nói là hồi nãy Ren nói với mình là Ren bị hằng phúc KT nó nhốt vào trong cái phòng thí nghiệm. Mấy hằng cướp biển nó đi ngang qua cái phòng thí nghiệm đó và sau đó là nó bắt Ren vô đây luôn, nó bắt Ren làm nô lệ tình bạn luôn. Ôi trời ơi, tội nghiệp Ren quá mà hồi Ren đi. Cứu gì cứu, liên quan đến tôi đâu, ông bị nó bắt chứ phải là tôi bắt ông đâu, tôi phải cứu. Cái cổng này nó cứng, tôi không có đạp được. Không đạp được, giờ có gì hối lộ tôi đi tôi cho. Hay là bây giờ nè, tôi cứu ông ra thì ông làm nô lệ cho tôi, chịu không? Là ô xin chứ không phải là nô lệ, chịu không? Cái này nè. Cái này là gì? Cái này lông gà, ông đưa tôi làm gì tôi đâu cần đâu. Mà thôi kệ đi. Ok rồi, để phải từ từ, tôi đói bụng quá, chắc tôi lấy miếng dưa hấu. Có phải là lâu lắm rồi, ông chưa được ăn gì đúng không? À đúng rồi, tôi ăn rồi nè. Trả đây. Cảm ơn ông đã lấy thức ăn cho tôi. Cái này là dưa hấu ở trên thuyền cướp biển á, tôi mà báo với bọn nó là ông lấy của bọn nó rồi nó giết ông đó. Đó. Em đang cầm à. Rồi, thông minh đó. Chứ gặp mà tôi là tôi sẽ báo bọn nó. Ok, tôi sẽ lấy một ít dưa hấu mọi người. Nhà mình đang thiếu dưa hấu, chắc mình sẽ lấy một ít. Vàng bạc kim cương chắc mình không đụng đến đâu. Cái này là đồ quý, còn cái này là dưa hấu, bí ngô đồ là chắc là bọn nó cũng không cần đâu, cướp biển bọn nó có nhiều mà. Thôi cho xin ít nha. Cứu cái gì? Rồi từ từ, giờ ông cứ đứng trong đó đi, để từ từ tôi lên tôi hỏi bọn nó coi, chứ lạng quạng tôi mà cứu ông mà bọn nó tức mà nó giết tôi luôn. Để tôi lên tôi hỏi bọn nó coi bọn nó có chịu hay không cái đã. Để tôi lên tôi hỏi thử cái ông thuyền trưởng coi. Thôi hỏi ông thuyền trưởng căng lắm. Ôi trời tối luôn rồi, tại ông mà trời tối luôn rồi, thấy không? À đúng rồi, à, Hoa Tiêu cho tôi hỏi là tại sao mà bạn của tôi lại bị bắt vậy hả? Hắn là nô lệ của ta đó. What? Cậu ta là bạn của tôi. Vậy à, cậu giúp sửa thuyền cho thuyền trưởng đi, tôi sẽ xin thuyền trưởng thả hắn ra, chịu không? Ok rồi Ren ơi, vậy là bây giờ ông thuyền trưởng kêu là bây giờ tôi chỉ cần sửa cái thuyền cho ổng là ổng sẽ thả ông ra. Vui không Ren? Nhưng mà thôi từ từ ông ơi, tính ông phải là ông hả? Thôi mà tôi nói chung thì bây giờ ông ở trong đó đi, trời tối rồi, sáng bữa sáng tôi mới thấy đường tôi sửa thuyền. Ơi sẵn ngủ trên thuyền nên coi mình muốn thử cảm giác ngủ trên thuyền nó như thế nào. Ok lấy cái giường xuống cho ông Ren. Ren ơi. Hả? Hả? Ông đâu ngủ không? Cho ông cái giường nè. Ok đi đây tôi nằm đứt tôi đau lưng quá. À, ok, nằm đá chứ nằm đất cái gì, chưa cái này đá còn đau lưng hơn đất. Ông tránh ra. Ông tránh ra cho tôi đào. Này, tốt lắm mới giúp ông nha, đi ra xịt ra tôi đặt cái giường đây nè, đó, ngủ đi. Tôi cũng đi ngủ luôn, ông phải ngủ tôi mới ngủ được, trời sáng tôi mới sửa được cái thuyền cho cướp biển thì tôi mới cứu ông được chứ. Ok, mình sẽ cứu Ren và bắt Ren về nhà để làm nô lệ, làm ô xin. Ok, ngủ. Ok, trời đã sáng rồi. Chà, cảm giác rồi, sáng rồi. Thuyền thật là thoải mái. Ôi xong rồi. Cái gì? Ông đập nó xong giờ ông gắn nó lại chi vậy? Ủa đập nó ra sao tôi gắn lại chứ lạng quạng phá. Ui con chim nó bay kìa. Ô con vẹt, con này con vẹt chứ không phải con chim. Ok rồi bây giờ mình sẽ xuống mình sửa cái thuyền trong cướp biển để cứu Ren mới được.
ông thuyền trưởng chứ nhầm, ông này phải gọi tên của ổng là thuyền trưởng, ổng mới được chứ gọi mà kêu cướp biển cái ổng tưởng mình nói xấu ổng, cái ổng đánh mình chết. Nhưng mà bây giờ sửa cái thuyền này thì cái cục đá nè, chắc là cái này là cái tảng đá nó tung trúng cái thuyền anh em, thì trước tiên là mình sẽ phải gọi là mình phá cái tảng đá này ra. Ok, mình sẽ phá cái tảng đá này ra. Cái thuyền này làm bằng gỗ thì chắc là mình sẽ đi đào một ít gỗ để mình lắp cái thuyền lại. Oh wow, không ngờ là trên thuyền trước chúng ta tưởng là không có ai, hóa ra là Ren bị bắt nhốt trên đây. Ok, chắc là mình sẽ đi lấy một ít đất để mình lắp cái nước lại. Để về nhà cái đã, lấy một ít đồ. Quên mất, sửa thuyền là phải có đồ để sửa chứ. À đúng rồi, sẵn có anh đốm củi đây nè. À chào cậu, tới lấy củi à, ba đùi gà quay nhá. What the hell, ba đùi gà quay. Thanh niên này, tôi cứu ông từ trong cái ngục ra, ông còn tính toán nữa. Vãi. Bây giờ mình phải đi tự đi chặt gỗ thôi chứ sao giờ. Khổ ghê. Để xem coi bây giờ ở đây là có còn sắt không ta? Mình còn còn rất là nhiều sắt ở đây. Chắc là mình sẽ chế cho mình một cây cúp bằng sắt. Chứ cúp đá đào cũng lâu lắm nè. Đây cúp sắt. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi chặt cái cây gỗ ở đây. Cũng lượm được mấy cái cây gỗ do cái thằng đống củi nó làm rơi lại nè. Lượm luôn. Thiệt chứ mình cứu nó từ trong cái ngục của bọn quái vật lên, xong bây giờ tự nhiên có mấy cục củi thôi mà nó cũng tính toán với mình nữa thanh niên này. Bắt thằng Ren về xong bắt ông Ren phải đi đống củi, đuổi cái thằng đống củi đó. Ok, để tôi qua tôi cứu ông. Ren à, ở đó đi, tôi sẽ qua tôi cứu ông đi. Ôi cái thằng đống củi nó chặt, nó làm rơi củi quá trời luôn anh em ạ. Gỗ chứ nhầm, đống gỗ chứ. Không sao, mình đang thiếu gỗ cho nên mình sẽ lấy luôn. Hay, thank you nhá. Thằng này nó chỉ biết chặt rồi chứ nó không biết trồng lại, mình sẽ phải tự trồng lại cho nó. Rồi bay lên nhanh ăn thịt bây giờ. Rồi nó cắn mình kìa. Này thì cán thịt hả? Mình sẽ giết hết. À bây giờ thì trước tiên là mình sẽ phải gọi là đào cái này ra và lắp cái thuyền lại trước. Hy vọng là nước nó sẽ không tràn sâu vào. Ui trời. Trước tiên là phải, chắc là phải mình phải giết mấy con cá ăn thịt này quá. Chứ giờ bọn nó có ở đây thì mình không thể nào mà mình lắp cái thuyền này được hết. Ok, tội Ren quá. Ren đứng cho nó, Ren nhìn. Càng ngày tôi thấy nước nó càng vô nữa vậy. Ông đang phá thuyền của tôi cướp biển. Tôi đang giết mấy con cá thịt người nè, sau đó tôi mới bắt đầu tôi cái thuyền. Ồ, nó cắn tôi chết. Tao còn kinh nghiệm để hồi sinh. Không sợ tụi mày đâu. Mấy con này nó trâu vãi đây nè. Trâu ghê luôn á. Ông cho đi ra đi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu là tôi lấy cái cung cái đã. Đúng rồi, trên nhà ổng có cây súng nè, bây giờ tôi sẽ lấy cây súng để bây giờ mình sẽ lấy cây súng để mình xuống mình bắt mấy con cá. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một cây súng nè. Và mình lấy thêm một ít đạn nữa. Mình lấy để mình giết mấy con cá ở bên dưới. Sau đó là mình sẽ bắt đầu mình cất lại cho ông thuyền trưởng. Chứ mình không lấy đâu, các bạn cứ yên tâm. Cái này là đồ của người ta, chúng ta không nên lấy, không? Súng đạn là cái đồ rất là nguy hiểm, cho nên là chúng ta không có được lấy tự tiện. Ok, bây giờ mình sẽ xuống bên dưới mình giết mấy con cá ăn thịt xong rồi mình mới bắt đầu mình sửa thuyền được. Bụm, mấy con cá lại đây. Mày hả? Ui mày. Ui lên bờ. Cá ăn thịt người nè, một con chết. Ôi chết quá trời luôn, chỉ mấy một con. Cá ăn thịt người à. Hết đạn rồi, what the hell, hết đạn. Mày đâu? Lại đây. Mày hả? Rồi chết rồi. Còn con nào không? Đây còn vài con. Mày hả? Mày đâu? Mày. Ôi hết đạn. Ôi đâu hết đạn. Ôi thôi. Ôi may quá. Trời chết thật chứ. Ngay lúc này là hết đạn, chứ là mình sẽ lại mình lấy thêm ít đạn nữa, may quá. Còn được mấy viên à? No. Kỳ này là phải bắn trúng nha anh em, nãy mình bắn hơi phí rồi đó. Mình bắn nó đi hết chưa? Nếu mà giết thì giết ít thôi, không cần phải giết nhiều. Rồi, con này nữa nè, lại đây. Mày nè. Còn con nào nữa không? Kìa. Mày nè. Rồi hết rồi, hết đạn rồi. No. Rồi xong chết nữa. Mấy con cá này ăn thịt người, nó cắn bên ngoài à. Oh no, kỳ này chắc là mình không được anh em ơi. Chắc là mình phải chế một bộ đồ rồi. Ây cha, chắc là mình phải chế một bộ đồ sắt để mình bảo vệ cơ thể của mình. Tiếng gì ta? À cái tiếng con cá đó, nó bơi vô trong cái chỗ mà không có nước anh em, cho nên nó bị chết. Mấy con cá ngu vãi. Ok rồi, thấy không nè, có một con chết này, nó bơi vô trong đây nè anh em, cho nên nó bị ngập nước rồi nó chết. Đúng là con cá ngu vãi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình dọn cái đống kim cương này, chắc để lại đi.
mình tính dọn cái đống kim cương đi cho nó chống chỗ để mình dễ dàng mình sửa cái thuyền mà. Ok. Ren đứng ở trong đó cho Ren, để tôi sửa thuyền xong cái là tôi sẽ cứu ông. Yên tâm đi, ông thuyền trưởng, ông đã cho tôi cứu ông rồi. Chỉ cần tôi sửa thuyền cho ông thì ông sẽ cho tôi cứu ông thôi. Và sau đó là tôi sẽ bắt ông về làm nô lệ cho tôi. Có bạn nào muốn Ren làm nô lệ cho mình không nào? Nếu bạn nào muốn nhớ bình luận ở trong mình biết nha. Ôi da, cá thịt người ơi. Ôi. Cút ra, tao có bộ giáp rồi, mày không cắn được tao đâu, mày không cắn. Ok, sửa cái thuyền lại, cái thuyền này cho nên chúng ta chỉ cần lắp lại thôi, chúng ta có thể gọi là không cần phải sử dụng đúng gỗ đâu anh em, chúng ta chỉ cần gọi là lắp lại cho cái thuyền nó có thể bơi được thôi, được rồi. Hình như mình lắp sai chỗ nào thì phải. Bơi ra ngoài. Rồi, lắp cái này qua đây. Rồi, xong rồi, vậy là giờ mình chỉ cần vô mình sửa lại cái nước thôi. Xong rồi đó. À khoan, còn trên đây nó còn trên đây nữa, quên. À, như thế này. Tới đây nè. Rồi chỗ này còn phải không? Để chỗ này cần. À, lắp tới đây. Rồi cái này lắp qua đây. Ok, vậy là xong rồi nè. Ngon. Ai chà, tưởng là mấy người cấp biển trên đây ác độc lắm, hóa ra là họ cũng là người tốt. Họ giúp đỡ cho mình. Ok, họ cho mình quá trời kim cương luôn. À cái này là mình giúp họ mới đúng chứ, nhưng mà họ trả công cho mình bằng kim cương thì cũng cảm ơn họ, tại vì mình đang thiếu kim cương. Đồ của họ mình không nên đụng đến mọi người ạ. À, kim cương đồ của họ mình không nên đụng đến. Hồi nãy mình đem bí ngô về dưa hấu, mình đem về nhà mình cất hết rồi. Mình chỉ xin họ một ít dưa hấu bí ngô thôi, tại vì mình không có dưa hấu bí ngô cho nên mình xin họ thôi. Mình chỉ xin thôi nha mọi người, chứ vàng bạc đá quý của họ mình không hề lấy đó nha. Nên sẽ lắp lại cái nước này lại. Chúng ta chặn cái nước lại. Cái nước này nó sẽ làm cho cái thuyền chúng ta bị nặng và nó sẽ không thể nào bơi được, nó không thể nào mà nó nổi được, cho nên là chúng ta phải lắp cái nước lại. Giờ tạm thời cứ sửa cái này cho cái ông thuyền trưởng mình, chúng ta sẽ sửa lại tiếp tục. Là sửa thuyền hoàng lại. Để cứ lắp lại cái thuyền của ông có thể chạy đi được rồi. Ôi dạ, hết chưa, chỗ này còn hả? Rồi, sau khi lắp lại chúng ta sẽ đặt ra, hình như hơi tối chỗ này mình lắp cái đuốc vào. Ok. Nước thì tràn cả nữa rồi, cái chỗ này nhiều nước nè, mình sẽ bắt đầu mình nè. Mình bơi lên không được, cái chỗ này nó thấp quá, mình không bơi lên được. Mình lắp hết lại luôn, sau đó mình sẽ đặt một lần luôn cái nha. Mình sửa cái này thì nó hơi chậm. Lấy gỗ lắp luôn. Lại. Rồi, cho hai con nước nè, đặt cái này lại luôn. Ừ. Rồi, xong. Rồi, bây giờ còn cái chỗ mà còn nước, chúng ta sẽ lắp lại. Chúng ta lắp cái đầu nước lại là nó sẽ tự động chạy nước rồi đó, đúng không? Chạy lên hết rồi nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt cái này, à, đây còn nước lắp lại luôn. Dùng skill. Đó, phải dùng skill được. Cái này thì cái sắt chúng ta phải dùng skill được nè. Rồi, phải làm cái lỗ mà, đã lắp xong, chúng ta sẽ lấy lại. Đó, giờ đập mấy cục này ra. Làm thuyền trưởng mà vô trách nhiệm quá hả? Ok, Ren đứng trong đó. Nãy giờ Ren nhìn ra đây, ông thấy tôi tốt với ông không Ren? Tôi giúp cho ông nhiều lắm luôn á. Ông về nhà là ông phải đi chặt gỗ, ông đi kiếm thịt, ông giúp lại cho tôi ạ. Hình như là trời tối rồi anh em ơi. Mình làm thâu đêm luôn, đâu coi. Ừ, tối luôn rồi nè, đóng cửa lại. Ok, hình như là như vậy là xong rồi phải không? Để mình xem. À, bên đây cục đá, cái cục gỗ này mình sẽ đập lên luôn. Rồi, rộng rãi, mình đã sửa sóng thuyền rồi. Có điều là bên dưới nó hơi xấu xíu, chắc là vài bữa nữa mình sẽ sửa lại bên dưới đây sau. Bên dưới đây chúng ta phải lắp bằng cái gỗ này nó mới đẹp. Ok, rồi anh để xíu nha, tôi lên tôi nói với mấy ông thuyền trưởng rồi nè. Để tôi nói cho mấy ông biết là tôi sẽ cứu ông. Ok, ông thuyền trưởng. Tôi đã... sao không nhìn tôi vậy, ông tin tôi bắn cái này vô đầu ông không? Đó, móc cái súng là sợ quay qua liền. Bây giờ tôi đã sửa lại thuyền cho ông rồi đó. Bây giờ thuyền ông có thể đi được rồi, bây giờ tôi sẽ xuống tôi cứu bạn tôi nha. Coi như là tôi đã giúp ông rồi đó. Ừ, đi ngủ cái đã, đi ngủ xong sáng mai chúng ta sẽ cứu Ren. À khoan, cứu Ren xuống trước đi. Sợ đi ngủ sau. Ok Ren, tôi đến cứu ông đây. Ren ơi, tôi đến cứu ông này, vui không Ren? Vui ạ. À? Ông nhảy em cũng giống như ông đang vui nè. Ok, tôi cứu ông nha. Ok, rồi bây giờ thì ông về nhà với tôi nha. Ok mọi người ơi, mình đã cứu được Ren rồi. Ok mọi người ơi, thì mình đã cứu được Ren ra khỏi cái thuyền của bọn cướp biển rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn Ren về cái hang của mình để Ren sống ở đó cùng với mình. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Và cũng đừng quên nhấn vào cái chuông để khi mà mình ra video mới các bạn sẽ nhận được video ngay lập tức nha. Ok, và tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Tạm biệt mọi người đi Ren. Nhảy nữa. Bye bye mọi người nha. Yêu mọi người vãi nồi. À mà quên nữa, mình sắp được 100.000 subscribe rồi. Anh em nhớ subscribe ủng hộ cho mình mạnh mạnh nha. Nhớ like video này nữa nha. Bye bye.